với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lê Dương Bảo Lâm vợ đi đường quyền khi tôi diễn tình tứ với bạn nữ. Lê Dương Bảo Lâm cho hay, bà xã Quỳnh Anh đi đường quyền mỗi khi anh đóng cảnh tình tứ với bạn diễn nữ. Gia nhập showbiz được 2 năm, Lê Dương Bảo Lâm đã nhanh chóng kết hôn với vợ, là người làm công việc buôn bán, chứ không tham gia nghệ thuật, năm 2017. Sau một năm về chung nhà, vợ chồng nam diễn viên nhanh chóng đón bé gái đầu lòng, hiện gần 2 tuổi. Không thể phủ nhận sự nghiệp nghệ thuật của Lê Dương Bảo Lâm phất lên như diều gặp gió sau khi có vợ và có hậu phương vững chắc hỗ trợ anh phía sau lưng. Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ vợ ghen khi anh đóng cảnh tình tứ. Thời gian này Lê Dương Bảo Lâm gần như ế xô, mọi lịch quay đều tạm hoãn, nhưng anh vẫn là gương mặt quen thuộc của chương trình Chọn Ngay Đi, khi là người mang đến các bài thi từ các tiểu phẩm nhỏ có sự tham gia của anh. Đồng hành của nam diễn viên gốc Đồng Nai là diễn viên Khánh Vân, cô được chú ý sau khi đóng phim Mắt Biếc. Trong đoạn clip hậu trường mới đây, Lê Dương Bảo Lâm không ngại thổ lộ việc mình gặp khó khăn khi đi quay những cảnh tình tứ. Mỗi lần anh đóng về, vợ đều đi đường quyền. 75 tập phát sóng là đi 75 đường quyền, Lê Dương Bảo Lâm nói với Mạc Văn Khoa. Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ rằng anh quay lãng mạn ở Đà Lạt, Khánh Vân xém gặp sự cố, ở dưới có một cái vật rất nguy hiểm. Mà con bé chỉ biết diễn tập trung không tiết chế đến mức xém rơi xuống vật, anh còn cho biết trong cảnh quay còn có đống lửa kế bên, bà lửa khó chịu nhất trên đời, cứ 2 phút tắt, 2 phút là phải châm bà mới cháy. Lê Dương Bảo Lâm tái hiện hình ảnh Hàm Hương và Mạch Nhĩ Đan. Ai quen cô người tình game show này của Lâm? Có mà bán nhà, đòi ăn từ tập 1 đến hết show luôn nghe. Cái gì cũng đòi ăn, từ trên núi ra tới biển, Lê Dương Bảo Lâm nhận xét về Khánh Vân. Vợ Lê Dương Bảo Lâm mang thai con gái thứ 2. Vào ngày 1 tháng 4, vợ của Lê Dương Bảo Lâm xác nhận đang mang thai con gái thứ 2 sau 4 năm bên nhau. Mới đây nhất, Quỳnh Anh cũng chính thức hé lộ về giới tính đứa con sắp chào đời. Cụ thể, hơn 3 tháng nữa, vợ chồng cô sẽ tiếp tục đón chào thêm một bé gái. Quỳnh Anh cũng hào hứng khoe sẽ đặt tên bé là Bảo Ngọc, còn chị gái của Bảo Nhi. Nam danh hài cho biết tin vui này là vô tình và không nằm trong kế hoạch của hai vợ chồng. Ban đầu cả hai muốn 2021 mới có thêm thành viên mới, nhưng lộc trời cho này đến sớm hơn dự kiến và cả hai vui vẻ đón nhận. Giờ đây kinh tế của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm tốt hơn và có điều kiện so với ngày trước, nên chuyện có thêm con cũng không mấy áp lực đối với họ. Ốc Thanh Vân bị chê kém duyên vì so sánh hiếu hiền với chồng, Nazen tranh cãi nảy lửa chuyện nói đùa trên mạng xã hội. Mới đây, chia sẻ mới của Ốc Thanh Vân gây xôn xao dư luận khi đề cập đến chiều cao của đồng nghiệp. Thêm một vụ lùm xùm vạ miệng nữa khiến Nazen Việt xôn xao bàn tán và đổ dồn mọi sự chú ý suốt tối là việc Ốc Thanh Vân có những lời bông đùa về nam diễn viên hiếu hiền khi có dịp gặp gỡ tại nhà riêng. Trên Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân viết, đúng là cha nào con nấy không chạy đi đâu được. Nhìn ảnh mà thấy quặn ruột. Tại sao lại có cái vóc dáng đầy tính giải trí như thế này hả anh Hiếu Hiền? Em không có dìm anh nha, em đang nâng anh đó. Ý em là anh là độc nhất vô nhị, nhà xác rạc. Ông anh đem thuốc cho nhỏ em rồi phóng về rồi chứ không có tụ tập nha. Kèm theo đó cô đăng ảnh cha con Hiếu Hiền chụp cùng chồng con mình. Tuy nhiên Ốc Thanh Vân lại bị vướng phải luồng ý kiến chỉ trích dữ dội từ phía dân mạng vì lời so sánh bị cho là kém duyên. Sau đó, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh đáp trả lại rằng mối quan hệ của cả hai khá thân thiết nên mới trêu đùa như vậy và khẳng định nếu đấy là lời nhận xét vô duyên thì Hiếu Hiền đã không vào bình luận vui vẻ. Việc bà mẹ và con dùng từ cha nào con nấy vốn chỉ để nói vui, hai bé giống bà y chang mà thôi. Dưới phần bình luận, nữ diễn viên còn đính kèm phân tích chiều cao giữa chồng mình và Hiếu Hiền. Ốc Thanh Vân thẳng thắn đáp trả bình luận cho rằng cô trêu đùa chiều cao của đồng nghiệp. Chị ơi, chị quá vô duyên. Sao lại đem hình dáng cha mẹ người ta sanh ra mà bẩn cợt như vậy? Dùng từ quặn ruột là thế nào? Anh Hiếu Hiền ảnh vui vẻ, ảnh không câu nệ nhưng cái status cùng những hình ảnh trêu đùa chiều cao của người ta là quá sức vô học. Còn bảo cha nào con nấy, ý chị là cười vào gia đình người ta à? Nếu anh ấy nghĩ vậy thì anh ấy không vào comment vui vẻ em nhé. Nếu anh ấy không yêu quý chị thì anh ấy cũng không có qua nhà chị đâu. Cha nào con nấy là ý nói vui, hai đứa con giống ba y chang nha. Phải úp ảo chuyên đi soi chuyện người khác rồi xuyên tạc chửi bới nè. Hai cha con Hiếu Hiền đều mập mạp trái ngược với cha con Chí Rùa. Ốc Thanh Vân cười quặn ruột vì bức ảnh mang tính giải trí cao.
thậm chí cô còn gạch thước để làm rõ sự đối lập. Ngay lập tức có người cho rằng Ốc Thanh Vân vô duyên vô học. Ốc Thanh Vân cho biết anh em quý nhau nên trêu đùa, nên đừng ai cố ý đi soi mói rồi xuyên tạc, rất nhiều người cũng đồng ý với nữ MC. Dù bị dìm hàng như vậy nhưng Hiếu Hiền vẫn rất vui, bởi chính anh cũng biết rằng Ốc Thanh Vân chỉ đùa vui chứ không hề có ý gì khác. Chồng Ốc Thanh Vân cũng rất thân với Hiếu Hiền. Thúy Diễm, con trai không nhận ra tôi sau 6 tháng đi quay phim. Bà xã Lương Thế Thành cho hay, cô mới trở về nhà sau 6 tháng tập trung quay phim ở Bình Thuận. Cô tăng cân, da đen sạm khiến con trai không nhận ra. Thúy Diễm kể cô vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng tại Bình Thuận. Nữ diễn viên trở về nhà từ ngày 17 tháng 4. Chia sẻ với báo về cảm xúc, sau 6 tháng xa nhà đóng phim, bà xã Lương Thế Thành nói, trước khi quyết định nhận phim, tôi được ông xã động viên tinh thần khích lệ rất nhiều. Tôi cũng háo hức được nhận một vai diễn hay ấn tượng. Thời gian qua tôi cũng được sống hết mình với nhân vật, nhưng về nhà nhìn con trai lớn, biết nhiều hơn khiến tôi bị hụt hẫng. Tôi cảm thấy hối tiếc vì mình đã bỏ lỡ thời gian con phát triển. Nữ diễn viên Rưng Rưng kể giây phút đầu tiên bước vào nhà, con trai hơn 1 tuổi đã không nhận ra tôi, làm sao nhận ra khi tôi vừa mập vừa đen, chưa bao giờ da tôi đen đến thế. Bảo Bảo đã lảng tránh tôi gần 1 ngày, sau đó tôi phải trò chuyện bế ổng con mới dần nhận ra, cô nói. Sau 6 tháng xa mẹ, cậu bé hơn 1 tuổi quấn quýt đeo bám nữ diễn viên. Thúy Diễm cho biết cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm của con trai. Cô cho rằng thời gian qua, bé được Lương Thế Thành và ông bà nội chăm sóc chu đáo. Tuy nhiên tình mẫu tử thì không gì thay thế được. 6 tháng qua tôi đã được sống cho bản thân mình. Sau này tôi chắc không dám nhận phim quay tỉnh xa trong thời gian dài như Cát Đỏ. Tôi muốn ở bên cùng con trưởng thành từng ngày. Nếu không đồng hành với khoảng thời gian phát triển của con, mình sẽ phải hối tiếc, cô tâm sự. Cũng trong thời gian quay phim xa, Thúy Diễm càng cảm nhận được tình cảm và sự chu đáo của ông xã Lương Thế Thành. Theo cô, ông xã luôn khuyến khích cô theo đuổi đam mê. Chính anh tình nguyện ở nhà chăm sóc con để Thúy Diễm rong ruổi cùng đoàn phim Cát Đỏ quay phim. Chúng tôi quay phim ở khu vực hoang vắng của Bình Thuận, hầu như không có sóng điện thoại. Chỉ khi tôi về khách sạn mới có thể gọi FaceTime cho hai cha con. Nếu không có ông xã hiểu và chia sẻ, chắc chắn tôi sẽ không thể tập trung hoàn toàn cho vai diễn. Diễn viên 8X trải lòng. Nói về kế hoạch sắp tới, nữ diễn viên cười lớn, mục tiêu lớn nhất của tôi là giảm cân và dưỡng da. Thời gian lăn lộn đóng phim ở đồi cát, nắng cháy da, nhan sắc của tôi bị tàn phai, vì vậy tôi phải trở lại tập thể dục dưỡng da. Trước đó, chia sẻ về chuyện vợ đi đóng phim xa, Lương Thế Thành cho biết, một mình tôi lau dọn nhà cửa nấu ăn lo lắng cho con, ngay việc cho bé ăn cũng là một vấn đề phức tạp. Nhiều lúc con ham chơi không chịu ăn, tôi phải đi theo năn nỉ. Mỗi bữa ăn kiểu bé kéo dài 2-3 tiếng là chuyện bình thường. Ở nhà nhiều mới biết nội trợ trong gia đình nhiều khi còn vất vả hơn công việc ở ngoài xã hội. Thực sự tôi thấy thương và thấm thía cho sự mệt nhọc của những người mẹ, người phụ nữ. Bị tố không ưa Mai Phương, Lan Phương gây gắt phản pháo, suy diễn hẹp hòi. Nữ diễn viên Lan Phương cho biết bản thân phải lên tiếng một lần để tránh hiểu lầm bàn cãi. Sau nhiều ngày im lặng, mới đây trên trang cá nhân của mình, Lan Phương lần đầu lên tiếng về nghi vấn không ưa Mai Phương mà cư dân mạng đang đồn thổi. Cô cho rằng câu chuyện đã trôi qua hơn chục năm nên chính cô cũng không còn nhớ. Chuyện một diễn viên tham gia hai vai diễn là điều thường thấy. Cô không hiểu lý do gì nhiều người không quen, không thân lại có thể tùy ý đánh giá về cô một cách thiếu chính xác. Lan Phương viết, đã 10-15 năm không hề gặp nhau, trước cũng không thân quen gì. Và nói thật tôi cũng không nhớ gì nhiều về họ, mà vẫn có những người cho rằng họ có thể đánh giá tôi là người như thế nào. Mới đây họ chia sẻ thông tin để rồi các trang mạng xã hội lan truyền và suy diễn sai lệch về tôi. Rất tiếc là họ đã và sẽ không thể tác động đến cuộc sống của tôi, mà còn làm thể diện của họ giảm đi thôi. Tôi không muốn tranh cãi, tôi chỉ muốn lên tiếng một lần để tránh sự việc suy diễn sai lệch lan ra khắp nơi, bởi điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn không đúng với người đã khuất. Một vai diễn có hai người diễn chung là quá bình thường ở các sân khấu phía Nam. Tự dưng kết luận là hai nàng Mỹ Châu làm sao ưa nhau được, là suy diễn hẹp hòi mà không có bất cứ một kiểm chứng gì. Bản thân tôi còn không nghĩ gì đến chuyện diễn chung vai đó mà. Nhiều người có thể không đồng ý, nhưng chắc chắn có rất nhiều người đồng cảm với điều Phương viết. Chỉ có điều họ không cần bỏ thời gian comment qua lại với những người đang suy diễn về Phương. Bất cứ câu chuyện nào cũng có nhiều chiều để nhìn nhận. Mạng xã hội làm cho việc dừng lại để suy nghĩ, xem xét sự việc theo nhiều chiều hướng trước khi đánh giá trở nên xa xỉ. Khi đánh giá sự việc ở nhiều góc độ, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc, chân thật hơn. Và điều đó sẽ làm cho chính mình và xã hội trở nên nhân ái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dòng trạng thái của Lan Phương không nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Có vẻ câu chuyện ban đầu đã khiến họ mất đi ít nhiều cảm tình dành cho cô. Trước đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Gia Bảo đã viết một dòng trạng thái đầy ẩn ý. Đã đầu óc không bình thường, không biết được những gì bên trong thì nên im lặng.
Nói bậy nói bạ không đúng chỗ là kỳ lắm nha bà điên thị xã. Phía dưới bình luận, nam diễn viên Thanh Bình lập tức hưởng ứng. Mà tự nhiên ý kiến chi vậy không biết nữa, lần nào cũng vậy. Đáp lại bạn mình, cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc bày tỏ: kỳ quá ông ơi, nói được lời nào hay thì nói, bạn mất rồi mà. Qua lời lẽ và theo chuỗi sự kiện khiến dân mạng ngầm hiểu, Gia Bảo đang ẩn ý nói đến chuyện Lan Phương bất ngờ lên tiếng về sự việc của gia đình Mai Phương, dù không liên quan đến mình. Tiếp đó, khi một đồng nghiệp ở sân khấu kịch bình luận: hay như vậy lắm anh ơi, từ hồi còn diễn sân khấu cũng hay vô duyên. Gia Bảo cũng tiếp lời: hai nàng Mỹ Châu mà sao ưa nhau được. Dòng bình luận của nam nghệ sĩ khiến các cư dân mạng cho rằng đây chính là nguyên nhân khiến Lan Phương không ưa cố diễn viên Mai Phương. Nghệ sĩ Gia Bảo ngầm ẩn ý Lan Phương không ưa Mai Phương. Trước đó, diễn viên Lan Phương gây tranh cãi khi đăng dòng trạng thái bên vực mẹ của cố diễn viên Mai Phương về đoạn clip được cho là bạo hành con gái ngày cuối đời. Nhiều cư dân mạng cho rằng diễn viên nàng do order bám fan và không tiếc lời chỉ trích nữ diễn viên.